mừng các anh chị em và các bạn đến với kênh Kem Hoàng Cung chính hãng 01659447339. Có rất là nhiều khách hàng của Nam và những bạn mà chưa biết đến dòng sản phẩm Hoàng Cung này thắc mắc là hãy làm video để cho các bạn biết về cái sản phẩm Kem Hoàng Cung này được kỹ hơn. Thì hôm nay mình sẽ làm video để giới thiệu cho các bạn về dòng sản phẩm Kem Hoàng Cung Cam. Đây là bộ sản phẩm Kem Hoàng Cung Cam mới ra đời. Mẫu mã bên ngoài như thế này các bạn nhé. Mẫu mã bên ngoài là có hình cô gái. Các đường nét hoa văn, bông hoa rất là rõ nét. Bên phía trên đây là có một cái tem. Cái tem này các bạn có thể cào ra, bên trong nó có một mã số. Nếu mà các bạn mua hàng không chính hãng thì cào ra bên trong nó sẽ không có mã số các bạn nhé. Các bạn càng cào thì nó lại càng bị lì ra như thế này. Phía sau sản phẩm đây thì có đầy đủ thông tin, số lô, ngày sản xuất. Số lô, ngày sản xuất rất là rõ ràng. Ở đây là có mã vạch, các bạn có thể check, kiểm tra thoải mái. Thì bộ sản phẩm Hoàng Cung Cam này ra đời khẳng định phát huy công dụng trị nám chuyên sâu, giữ trắng da sáng mịn màng. Đây là sản phẩm vượt trội, đánh dấu một bước ngoặt lớn của cái dòng mỹ phẩm Hoàng Cung Đan Sơn Ni Lán. Với một cái thiết kế mẫu mã bắt mắt như thế này. Giờ mình sẽ cho các bạn xem cái bên trong của hộp kem Hoàng Cung này và cũng như là cái chất kem của nó như thế nào. Thì mỗi một bộ kem Hoàng Cung như thế này thì ở bên trong nó đều có 5 sản phẩm trong cùng một hộp. Gọi là 5 trong 1, sản phẩm 5 trong 1. Gồm có sữa rửa mặt này. Đây là tờ giấy hướng dẫn sử dụng các bạn nhé. Đây là một cái test để thử. Cái test thử này là ở bộ kem Hoàng Cung Cam là chỉ có 2 thôi. Chỉ có 2 lọ thôi các bạn nhé. Nó không giống như cái bộ kem Hoàng Cung Hồng. Cái bộ kem Hoàng Cung Hồng là mỗi test thử này là có 3 lọ. Bộ kem Hoàng Cung Hồng mỗi test thử là có 3 lọ. Nên là các bạn mua là các bạn đừng có nhầm tưởng là cái bộ kem Hoàng Cung Cam này nó bị thiếu nhé. Ở đâu cũng vậy thôi. Người ta sản xuất như vậy là cái test thử của kem Hoàng Cung Cam này là chỉ có 2 thôi. Ở đâu cũng vậy hết. Đây là sữa rửa mặt này. Đây là kem ngày, kem đêm. Đây là kem trang điểm chống nắng được thiết kế dưới dạng là kem nền BB, vừa có tác dụng trang điểm mà vừa có tác dụng chống nắng nữa. Đây là serum sữa rửa mặt làm trắng da này, các bạn sử dụng là vào buổi sáng và buổi tối, ngày 2 lần nhé. Có công dụng làm sạch sâu, hóa giải các vết nám, có tác dụng trong việc là thay đổi cái làn da mình, giúp cái làn da của mình mịn màng, trắng bóng tự nhiên. Và các bạn thấy là cái chất sữa rửa mặt bên trong rất là đặc sánh. Rất là đặc sánh nhé. Đó. Mỗi lần các bạn rửa, các bạn chỉ cần lấy một chút xíu thôi, không cần nhiều đâu. Chỉ cần lấy một chút xíu thôi. Rất là thơm, mùi thơm rất là dễ chịu nữa chứ. Mùi thơm của hoa, của các cái thảo dược ấy. Rất là dễ chịu chứ không có hắc như là cái bộ Hoàng Cung xanh. Mỗi lần rửa các bạn chỉ cần lấy một chút xíu là rửa vào buổi sáng sớm sau khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Sau khi mà buổi sáng sớm, sau khi mà các bạn rửa mặt bằng sữa rửa mặt này xong á, thì các bạn là thoa một lớp kem ngày này nhé. Kem ngày, hộp kem ngày nó có chữ Day Cream nhé. Có chữ Day Cream ở bên ngoài đó các bạn. Các bạn thoa một lớp kem ngày, các bạn cũng lấy một chút nhỏ thôi, không cần nhiều. Chấm đều lên trán, mũi, má, cằm, sau đó là các bạn vỗ cho nó thấm vào da. Sau đó là massage nhẹ nhàng, cho nó thấm đều và massage theo chiều từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài để tránh bị nhăn, bị chảy xệ cơ mặt. Mình sẽ cho các bạn xem cái chất kem bên trong này. Chất kem bên trong trắng trong, sánh giống như là sữa chua, giống như là sữa chua không đường ấy. Rất là thơm và bôi vào da nó thẩm thấu rất là nhanh, mịn màng rất là dễ chịu. Nó có tác dụng là giữ ẩm cho làn da này, chống nhăn, dưỡng trắng da, đánh bay các vết nám tàn nhang và đem lại cho các bạn một làn da trắng sáng mịn màng. Thành phần của kem ngày thì này thì gồm có tinh dầu cây lô hội này, kim trần thảo, ngọc trúc, hạt giữ ẩm cung cấp nước cho da và rất là nhiều các cái thảo dược quý của
Sau khi mà các bạn xài kem này, cái kem ngày này xong thì các bạn sẽ bôi một lớp kem trang điểm chống nắng ha. Kem trang điểm chống nắng này được thiết kế dưới dạng BB. Kem này trang điểm rất là dễ sử dụng và rất là tiện lợi. Kem này vừa có tác dụng là trang điểm, vừa có tác dụng là chống nắng, chống lại các cái tia UVB, UVA của nắng mặt trời. Rất là nhiều chị em thì chưa có cái thói quen sử dụng kem chống nắng. Bởi vì vậy mà cái làn da của một số chị em là nó bị tổn thương rất là nhiều bởi vì cái ánh nắng mặt trời nó soi vào. Các chị em là cứ nghĩ là đội mũ, đội nón hay là mang khăn vào thì đã đủ rồi, nhưng mà thực ra là chưa đủ đâu. Các chị em phải bôi kem chống nắng hàng ngày nữa. Thậm chí là bôi 3 đến 4 tiếng sau mà kem chống nắng là cái chất kem bên trong. Chất kem bên trong. Đó, mình sẽ thử cái chất kem bên trong cho các chị em xem ha. Da là nó mềm mịn mà thay cho kem trang điểm luôn. Chỉ cần 2-3 bước đơn giản như thế này. 3 bước đơn giản là dùng sữa rửa mặt, xong đó là bôi kem dưỡng ban ngày, sau đó là bôi kem trang điểm chống nắng, là các chị em mình có thể là tự tin đi ra ngoài với một cái mặt mộc, với một cái da, làn da rất là mịn, rất là tự tin, rất là tự nhiên ha. Buổi chiều về thì các chị lại tiếp tục sử dụng cái sữa rửa mặt này. Lại tiếp tục sử dụng cái sữa rửa mặt này như giống như cái bước buổi sáng. Sau đó là các chị thoa một lớp serum. Cái lớp serum này bên ngoài, lớp serum này nó có tác dụng là săn chắc cơ mặt, se khít lỗ chân lông, săn chắc cơ mặt, nâng cơ, chống lão hóa, chống nhăn, chống lão hóa. Sản phẩm rất là tuyệt vời luôn. Các chị thoa một lớp này lên cho nó thẩm thấu, cái này nhấn nút là nó chảy ra, thẩm thấu vào da. Sau khi mà cái này nó thẩm thấu xong ha, nó thẩm thấu xong đó thì các chị lại bôi tiếp cái kem chống nắng ban đêm. Kem nền chống nắng ban đêm nó có tác dụng là mờ nám, trắng da, chống lão hóa. Đây là kem làm trắng da trị nám chuyên sâu ban đêm, có tác dụng dưỡng trắng da, xóa các nếp nhăn, vừa có tác dụng là trang điểm luôn, trang điểm vào buổi tối. Một số chị em là hay buổi tối đấy là hay dùng cái điện thoại để xem á, thì cái ánh sáng của cái điện thoại nó phản vào mặt nó cũng rất là hại, nó cũng sẽ làm cho da rẻ của chúng ta là nhăn, bị chảy xệ ha. Vậy vậy mà buổi tối các chị rửa mặt xong, các chị thoa một lớp serum lên, sau đó là các chị bôi cái kem làm trắng trị nám trên sau ban đêm này sẽ rất là tốt. Cái chất kem bên trong là vàng xanh mịn giống như nghệ. Sản phẩm hoàng cung cam và hoàng cung hồng như thế này, có một số chị em thì thắc mắc là sao nhiều dòng sản phẩm thế, không biết chọn cái dòng sản phẩm nào để dùng. Thì theo cái kinh nghiệm bán hàng lâu năm của mình thì cái dòng sản phẩm màu cam này thì dùng cho những chị em mà da nhờn. Hai dòng sản phẩm này đều có công dụng là trị nám, làm trắng da, mờ tàn nhang, trị nám. Trị nám chuyên sâu, mờ tàn nhang. Hai cái dòng sản phẩm này đều có công dụng là trị nám, trị tàn nhang, xóa nếp nhăn, chống lão hóa. Nhưng cái dòng sản phẩm kem hoàng cung cam này thì dùng cho các chị em mà bị nám nặng và da lại nhờn nữa thì các chị em nên dùng bộ cam. Đối với những chị em mà bị cũng bị nám nhưng mà thuộc cái dạng mà da khô, da nhạy cảm, dễ dị ứng, cái da mặt mà nổi gân xanh, nổi mạch máu lên ấy, bôi cái gì cũng dị ứng, hoặc là sử dụng rất là nhiều dòng sản phẩm khác mà vẫn cứ không hợp thì các chị là dùng cái bộ hoàng cung hồng này nhé. Cái sản phẩm kem hoàng cung hồng, kem hoàng cung cam này, sản phẩm của dòng kem hoàng cung này thì dành cho tất cả các cái đối tượng, kể cả nam và nữ đều dùng được nhé. Ở shop mình bán cho rất nhiều các cái khách hàng là nam giới, các khách hàng nam giới hỏi rất là nhiều và mua rất là nhiều. Các chị em, các anh em đừng có nghĩ là các cái phái những anh phái mạnh là không cần sử dụng đến mỹ phẩm, thực ra không phải đâu. Có một số anh lớn tuổi, trung tuổi và
dùng cho tất cả các cái đối tượng từ 18 tuổi trở lên, nam nữ đều dùng được, không phân biệt ha. Thì mình vừa mới giới thiệu cho các bạn cũng như là các anh chị về cái dòng sản phẩm kem Hồng Kông bên nhà mình, chất kem cũng như là tác dụng của nó như thế nào thì các anh chị em đều biết hết rồi. Tác dụng của nó là trị nám, trị tàn nhang, làm trắng da vượt bậc so với các dòng sản phẩm khác trên thị trường. Đối với những ai đã sử dụng kem Hồng Kông thì mọi người đã biết rồi, còn những ai mà chưa sử dụng kem Hoàng Cung thì hãy nhanh tay liên hệ với số điện thoại của mình nhé, 0165944739, để được mua hàng chính hãng các chị em nhé. Các chị em yên tâm về dòng sản phẩm bên nhà mình, cam kết chất lượng chính hãng 100%, cam kết cho em một làn da trắng sáng khỏe mạnh để sạch vết nám. Chúc các anh chị em luôn có một làn da đẹp, luôn tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống. Các anh chị em nếu thấy video này hữu ích thì hãy nhấn like, đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Hoặc nếu có thắc mắc gì thì cứ để lại lời bình luận ở bên dưới ha. Nhân viên bên mình sẽ trả lời.